mấy cái bài này mà còn hỏi nữa thì thôi bạn, tôi khuyên bạn rồi, bạn nghe đi. Bắt đầu nhớ là kiến thức căn A chia cho B, thì bằng căn A chia cho căn căn B, với điều kiện là A lớn hơn bằng 0 và B phải lớn hơn 0. Hai cái quỹ này á, khỏi cần để ý. Nhớ cái trên được rồi. Bắt đầu làm nè. 5 này có phải là tách ra là căn 1 chia cho căn 5 không? Nhưng mà con làm cái gì Cộng vậy? 1 phần 2. Từ từ, nhiều cách lắm chị ơi. Chị dùng máy tính chị bấm một lần đúng không? Không, nó vậy nè. Là bây giờ căn 1 phần 5 đúng không? Ờ, Ê, đóng bằng. có 49 nghìn. Dạ, tôi biết. Thì bấm đi rồi cả đời bạn nghe, bạn không biết cái gì hết. Nhưng mà ông thầy trên chùm bắt làm vậy. Dạ, vậy rồi sau đó mình bấm căn đúng không? Bấm này ra thì ra căn 5 phần 5 đúng không? Này Ông mà bấm nhìn ra, vô này bấm ra có phải là ra 2 căn 5 không? Này bấm cái ra này là căn bỏ vô 5. mặt luôn. Hai căn cái gì, căn hai Đây rút mũ rút hai nè, nhân năm đây rút rút nè. Rồi lại căn 5 nè, cộng căn 5 nè, cộng căn 5 nè, mấy căn 5? ba căn năm Được chưa? được. Nếu bạn bấm máy tính thì qua tới bài biến thì bạn coi như là ngu ngu đần. Tôi nói Ngu vậy bạn đần là tin cái đi. gì? Ví dụ Ai bài coi tiếp bạn theo là nè. ngu đần? 5 căn A trừ 4B căn 25A mũ 3 cộng 5. A bài này nè. Căn 16AB bình trừ 2 căn 9A. Y chang thôi. Không có khác gì hết. Nhớ A người ta cho lớn hơn 0, B lớn hơn 0. Đây, không bấm được, viết lại. Trừ 4B, này bấm được nè. Thấy chưa? Mình chỉ cần bấm căn 25 thôi, ra 5. Được chưa? U bê Thằng đâu này bấm. à Thằng này bấm luôn, căn 16 ra 4 đúng được không? Đó, cái nào bấm được thì bấm, còn cái nào không bấm được viết lại cho người cái ta. này số 5 với số 3 Này bấm giùm cái 5. Này bấm ra 3 ba nè. Căn A nè, kịp bước đó chưa? kịp A 5 nhân căn A trừ 4. 4 nhân 5 ra nhiêu? hai mươi Nhiêu ạ? hai mươi 20B. Đây nè, căn A mũ 3 đúng không? Lại tách ra làm chậm nè, ra căn A bình nhân A được chưa? Cộng 5, 5 nhân 4 ra hai nhiêu? mươi 20A nè. Này lỡ tất là căn A nhân căn B bằng được không? Trừ đây ra nhiêu? 6 căn A nè, kịp không? Kịp. 5 căn A viết lại nè, trừ 20B. Này có phải tất là căn A bằng nhân căn A không? Cộng 20A nhân căn A. Này có phải là ra trị tuyệt đối của B không? Mà trị tuyệt đối B mà B lớn hơn. Không. Lớn hơn 0 ra 9. Chính nó. Chứng nó ra B đúng không? Này viết lại nè. Này ra gì? Ra trị tuyệt đối của A đúng không? Mà A lớn hơn 0 đúng không? Ra chứng. Chính Chứng nó. nó, vậy là 20AB căn A cộng đây 20B là viết ra phía trước nè. Đây với đây thấy cái gì không? Giống nhau hoàn toàn không? Giống Này mà dấu trừ đúng. này dấu cộng nè, rút nè. Này 5 Vậy là còn một còn lại căn trừ. A trừ một căn A. Được chưa? Người ta viết là trừ căn A được rồi. Có hiểu không? Bài 60 nè, khó hơn một chút xíu nữa. Nhìn vô. B bằng căn 16x, nhìn trong căn giùm em, thấy gì không? Nhìn trong căn giùm em thấy gì không? Nhìn trong căn giùm em thấy gì không? Nhìn trong căn thấy gì không? Nói cũng như không nói vậy á, nhìn trong căn thấy gì không? Thấy hai số này giống nhau. Thì đó, nhìn trong căn thấy gì không? Ít nữa. Nhìn trong căn thấy 16 giống nhau không? Đặt ra làm nhân tử chung. Mang 16 ra còn lại số mấy? Này cũng tương tự, đừng sạc. Xong sạc. Mang 9 ra đi, còn lại gì? X cộng 1. Chuyện. Cộng căn 4 x cộng căn x cộng 1. Kịp bước này chưa?
Hồi nãy tách ra là căn 16 nhân cho căn x cộng 1 đúng không? Ừ. À, cũng tách ra là căn 9 nhân căn x cộng 1 đúng không? Hồi nãy tách ra là căn 4 nhân căn x cộng 1 đúng không? Ừ. Này là căn x cộng 1 đúng không? Ừ. Hồi nãy bấm ra là 4 nè. Hồi nãy bấm ra 3 nè. Hồi nãy bấm ra 2 nè. Hồi nãy không có gì viết lại nè. Bắt đầu đếm nè. 4 với 2 ra mấy? 6. 6 với 1 à, 6 với 1 7 7 trừ 3 là 4 x 4 4 căn x cộng 1 kịp chưa? Kịp rồi, không cần, không cần. Nhân lẹ đi rồi đi về chung với tụi nó. Nhìn vô. Khó rồi đó. Cặp chung x trừ 4 phần căn x cộng 2 nè. Thứ nhất, thằng này có phải là dạng A phần B không? A phần B có nghĩa khi B khác. Khác không? Kẹp. Căn A có nghĩa khi nào? Khi A lớn hơn không. Bằng không. Nhớ đi hai điều này chưa? Bắt đầu nhân vô phân số đúng không? Mẫu khác không? Này phải khác. Ừ. Khác không? Này lớn bằng không chưa? Cộng thêm một số 2 nữa lớn không không? Lớn không vậy có khác không chưa? Vậy cái chỗ này khỏi cần làm. Ừ. Kẹp. Tiếp tục nhân vô có căn không? Có. Căn có nghĩa khi nào? Thì, trong rồi. Căn lớn hơn bằng? Không. Bằng không. Trong căn ở đây nè. Vậy điều kiện là gì? Điều kiện là x lớn hơn bằng? Không. Bằng không. Kẹp chỗ này chưa? Rồi bắt đầu nhân vô x trừ 4 phần căn x cộng 2 nè. Ừ. Tập trung nè. X có phải là căn x bằng không? Ừ. 4 có phải là 2 bằng không? Phải. Ở trên hạng thức số mấy? À, số 3. Số 3 hay là số 7? Số 3. Không biết thì đọc lên. A bằng trừ B bằng. A bằng trừ B bằng thì bằng A trừ B trong ngoặc nhân A cộng B trong ngoặc. Vậy A là căn x, B là 2. A trừ B. A cộng B chia căn x cộng 2 rút rút bằng căn x trừ trừ 2. Kịp không? Kịp. Nghe thì dễ lắm, còn tự bản thân mình viết vô không có viết được. Đời nó khổ vậy đó. Câu số 2. X trừ căn x chia trừ 2 căn x cộng 2 chia cho x trừ 1. Rồi, bước 1. Dạng gì? Thứ nhất nhìn vô tổng quát trước. Dạng gì? Phân phân số đúng không? Phân số đúng không? Thì mẫu khác? Không. Khác không, điều kiện đó là x trừ 1 khác. Khác không. Bước này ổn chưa? Ổn chưa? Bước này ổn chưa? Rồi. Sau đó nhìn vô căn. Có căn không? Có. Căn có nghĩa khi nào? Khi lớn hơn bằng? Lớn bằng không. Lớn bằng không, vậy là x lớn hơn bằng không. Bằng không. Rồi giải ra nè. Chuyển vế đổi dấu đi. Vậy x khác 1 và x lớn hơn bằng không. Hiểu. Tiếp tục nhìn chân tử giùm em đi. Nhìn chân tử nha. Nhìn chân tử bạn mới thấy được. Nếu bài toán này nó khó là nó ở đây nó lấy trừ căn x nè, trừ thêm 2 căn x nữa là phải trừ 3 căn. Ờ mà để riêng là hiểu rồi đúng không? Hiểu lý do rồi. X này chính là căn x bình trừ căn x. Viết lại nè. Này viết lại nè. Này viết lại nè. Chia cho x trừ 1. Kịp bước đó không? Kịp. Tiếp tục nè. Hai này chung gì? Hai này chung gì? Chung x. Hàng này chung căn. X. Căn x mang ra nè. 2 mà mang ra 1 còn 1 nè. Ừ. Mang hết còn lại số. 1. Kịp. Hàng này chung số mấy? 2. Số 2 mang nè. Lỡ mang dấu trừ luôn nha. Đổi dấu, mang dấu trừ đổi dấu. Chia ở dưới là tách thành căn x bình trừ 1 bình được không? Được. Bằng đây với đây chung nè. Căn x trừ 1 nè, mang ra nè, mang còn lại gì? Căn x trừ 2. Ở dưới hạng thức nè. A trừ B. A cộng B. Rút nè, bằng căn x trừ 2 phần căn x cộng cộng 1. Kịp chưa? Kịp.
cố gắng lắng nghe đi. Bạn phải vô trường công bạn, chứ còn bạn vô được trường giáo dục thường xuyên hay trường tư lập thì thôi, tôi khuyên bạn học đến lớp 9 đi học nghề. Nghề gì hả? Nghề gì mình thích, nghề gì mình học nghề đó. Luật sư được không lại? Có phải con đó con điên không? Em bạn điên rồi á. Ảo tưởng sức mạnh á. Nó cứ nghĩ nó đẹp rồi bắt đầu nó ra đường nói lung tung rồi là nói chân trời với núi không. Chưa hiểu được sự đời. Bữa nay con Bảo Ngọc chắc nó có tình yêu nên nó ngồi đó nó im tạ im tĩnh tĩnh tâm á, chứ nó mà nó là thức tình từ nãy giờ là nó có chuyện rồi. Nãy giờ nó khóc tu nãy giờ. Rồi, thứ nhất nhìn vô phân số. Muốn giải bài này nè, thầy khuyên phân tích ra hằng nhân tử chung cái đã. Muốn giải bài này nghe không? Muốn giải bài này thì tìm mẫu thức chung trước đã. Đó, mẫu thức chung trước đã. Mẫu chung là x trừ 4. Đúng rồi đó, bạn giỏi rồi, bạn tư duy cao quá, bạn là đỉnh của đỉnh rồi đó, bạn là chớp rồi đó. Tào lao lắm á. X này chính là căn x. Bình trừ 4 chính là 2 bình. Rồi nhìn vô đây có phải là hằng thức không? A trừ B, A cộng B. Có phải A trừ B, A cộng B là 2 này không? Vậy mình có mẫu thức chung chính là căn x bình trừ 2 bình. Có phải chính là căn x cộng 2, căn x trừ 2 không? Rồi, tìm mẫu thức chung xong chưa? Vậy điều kiện có nghĩa. Điều kiện có nghĩa là gì? Nhìn vô cái mẫu thôi, cho này khác. Khác không, thằng này khác không thì đồng nghĩa thằng này khác. Khác không, thằng này khác không đồng nghĩa thằng này khác. Thằng này khác không đồng nghĩa thằng này khác. Vậy là x trừ 4 khác không? Kẹp. Tiếp tục, nhìn chân tử có căng không? Có căng không? Có đó, thấy căng không? Căng nè. Có căng có nghĩa khi nào? A lớn hơn bằng? Không. Bằng không, vậy x lớn hơn bằng? Không. Vậy tương đương, chuyển với đổi dấu đi. X khác? 4 và x lớn hơn bạn không. Bằng không, kịp chưa? Ừ. Sau đó quy đồng mẫu thức chung, kẻ quy đường dài luôn nè. Căn x cộng 2, căn x trừ 2. Đây là mẫu thức chung này đúng không? Ừ. Rồi nhìn vô đây, này thiếu gì? Căn x trừ 2 thiếu gì? Căn x cộng 2 lấy tử nhân căn x cộng 2. Tiếp tục thằng này thiếu gì? Cái này là căn 2 mà. Căn x á là viết sai á. Đây thiếu gì? Căn x trừ 2. Nè, nhân căn x trừ 2. Thiếu cái gì nhân đó? Này thiếu gì? Có thiếu gì không? Không thiếu, viết lại. Kịp chưa? Kịp. Bằng phân phối vô. Căn x nhân căn x ra? Căn x. Ê, phép nhân. Căn x nhân căn x ra căn x bình. Căn x bình ra? X. Kịp. Căn x nhân 2, nhân 2 ra 2 căn? X. Căn x nhân căn x ra căn x bình, căn x bình ra x. Căn x nhân 2 trừ 2 ra trừ 2 căn x. Trừ 1 nhân căn x ra trừ căn x. Trừ 1 nhân trừ 2 ra trừ trừ thành cộng. 1 nhân 2 ra 2. Căn x trừ 10 viết lại. Ở dưới viết lại. Cẩn thận sai dấu đó nha. Rồi bắt đầu kiểm tra rút gọn. Đây với đây ra là gì? 2x. Đây rút nè. Đây với đây rút nè. Thấy không? 2. Rồi đây với đây là nhiêu? Trừ. Trừ 8. Chia cho căn x cộng 2. Căn x trừ 2. Ở trên có chung số mấy? Số 2. 2 mang ra còn là x trừ 8. Ê, mang 2 ra rồi thì chia giùm em. 4. Đúng rồi, phải mang ra 2 thì phải chia lấy số này chia cho 2. Ở dưới thằng này đúng không? Có phải là thằng này luôn không? Vậy là viết là thằng này để cho mình thấy mình rút gọn. Rút còn lại số 2 kịp không? Kịp. Vậy chưa? Vậy. Yeah.